Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Liên Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi trân trọng chào đón quý vị trở lại với chương trình Zoom Up. Đây là một chương trình Cao Minh Hưng đã thực hiện kể từ khi chúng ta có bắt đầu cơn dịch pandemic COVID-19. Thì các em không thể đến sinh hoạt, những cái sinh hoạt thường lệ như là đến lớp học Việt ngữ, các lớp ca hát múa của các em thiếu nhi trong câu lạc bộ Tình nghệ sĩ, để cho các em có thể chia sẻ những tâm sự của các em về ở học học đường là không có được dịp gặp thầy cô giáo, rồi sinh hoạt ở nhà, học hành mọi cách thức đều thay đổi như thế nào. Thì qua chương trình Zoom Up trong những trong một năm vừa qua, hơn một năm vừa qua, thì các em đã có dịp lên với chương trình, cũng như sau này chúng tôi có cái mục là đố vui đi học, những cái câu hỏi quanh xung quanh những cái vấn đề về lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Các em đã tham gia rất là nhiều và cảm ơn các em, cảm ơn các phụ huynh luôn luôn khuyến khích các em học hỏi để chúng ta giữ gìn ngôn ngữ tiếng Việt cũng như là văn hóa Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đang bước vào những ngày lễ Vu Lan. Ngày lễ Vu Lan một ngày lễ rất đặc biệt trong cái phong tục, trong cái truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cao Minh Hưng được biết là Thượng Tọa Pháp Tánh, thầy cũng từ cái chùa Khánh Hỷ, có một cái chương trình rất là hay mà ngày hôm nay thầy muốn đến để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả của Đài Loan Sài Gòn TV, đặc biệt là các phụ huynh và các em. Cao Minh Hưng muốn trân trọng dành sự giới thiệu này gửi đến Thượng Tọa Pháp Tánh. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào thầy và mời thầy gửi lời chào đến khán giả của Đài Loan Sài Gòn TV. Đà Phật. Pháp Tánh xin cảm ơn anh Cao Minh Hưng và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Con trân trọng kính chào thầy. Đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi còn có hai em là câu lạc bộ Tình nghệ sĩ, đó là Tiana và Evelyn, đang chuẩn bị bước vào mùa hè. Hai con chào khán giả của đây, mời hai con. Kính thưa quý khán thính giả đang xem đài Little Sài Gòn TV. Con chào thầy Hưng và con chào thầy Phát Thắng. Chào Yeah. con. Con xin quý khán thính giả và các bạn đang xem đài Little Sài Gòn TV trong chương trình Zoom Up hôm nay. Con chào thầy Hưng và con chào thầy Phát Thắng. Chào Evelyn. Thưa quý vị, chắc là quý vị cũng đồng ý với Cao Minh Hưng. Đây là thầy Pháp Tánh, lần đầu tiên các con sinh ra và lớn ở đây có thể nói được tiếng Việt, lòng mình rất là vui, không thưa thầy. Cao Minh Hưng, như thưa trong phần đầu của chương trình là ngày hôm nay, chúng tôi rất là hân hạnh được thầy Pháp Tánh đến để chia sẻ một cái chương trình gọi là Roses for Youth, tức là dịch ra tiếng Việt là bông hồng cho tuổi thơ. Thì kính thưa thầy, đây là một cái chương trình mà Cao Minh Hưng biết thầy cùng với quý vị trong ban tổ chức của chùa Khánh Hỷ muốn đặt ra để các em có một cuộc thi viết. Thầy có thể chia sẻ cái mục đích nào mà thầy có ý tưởng để thực hiện cái chương trình này thưa thầy? Cảm ơn Hưng. Trong cái quá trình mà cộng đồng người Việt của mình đã định cư ở nước Mỹ này gần hơn 4 thập niên rồi, thì chúng ta nhìn thấy được là nó đã có nhiều thế hệ đi qua, và ít nhất bây giờ cộng đồng người Việt chúng ta đã có thế hệ thứ ba và thứ tư sinh trưởng và lớn lên ở tại Hoa Kỳ. Thì trong cái hoàn cảnh mà quý thầy nhập cư vào cái đất nước Hoa Kỳ này, thì cũng có một số quý thầy đi rất là sớm, nhưng cũng có một số quý thầy thì đi rất là trễ. Tuy nhiên, dù sớm hay trễ thì mình vào trong một cái đất nước này, mình bắt đầu phải tiếp cận cái nền văn hóa và cũng như là cái đời sống mới ở trong một cái đất nước đa dạng, nhiều văn hóa và nhiều chủng tộc. Do đó, khi mà Việt Nam đem qua, quý thầy từ Việt Nam qua, mỗi một năm vào cái lễ Vu Lan đó, thì thường tổ chức theo cái tinh thần của truyền thống của Việt Nam, đó là cúng lễ cho tổ tiên ông bà, rồi cầu siêu cũng như cầu an cho cửu quyền thất tổ hay cha mẹ quá cố hay là còn hiện tại. Và do đó cái hình thức đó cho đến ngày hôm nay ở các chùa Việt ở trên nước Mỹ, toàn khắp cả nước Mỹ đều dùng cái ngày lễ Vu Lan để làm cái việc đó. Thì Pháp Tánh đã trải qua hơn 15 mùa Vu Lan tại Hoa Kỳ, nhìn thấy được có một cái điểm mà tại sao đến cái ngày lễ của mẹ, cộng đồng người Mỹ người ta có cái ngày Mother's Day, trong khi Việt Nam á thì mình chưa có cái ngày đó, mà trong cộng đồng Phật giáo thì có cái ngày gọi là ngày bông hồng cài áo. Đó là một cái truyền thống mà được bắt nguồn từ bên Nhật, do thiền sư Thích Nhất Hạnh đã mang về cho Việt Nam, và từ đó mình có một cái
một cái văn hóa, một cái truyền thống đó, mặc dù là mình vay mượn, nhưng mà ít nhiều đi nó cũng tạo nên được một thành một cái nét văn hóa đặc trưng cho cái vấn đề là cội nguồn chữ hiếu của người Việt. Và vốn dĩ là cộng đồng người Việt chúng ta sống ở Việt Nam mang một cái bản sắc gọi là thờ cha kính mẹ, đó là một cái yếu tố mà nó rất là khăng khít với giữa gia đình, trong gia đình cha mẹ và con cái. Nhưng nếu mình qua đây mà mình tổ chức những cái lễ mà Phá Tánh trình bày với quý vị đó, là chỉ có mang tính cách là tôn giáo và tâm linh, thì thế hệ trẻ các em sẽ không có tiếp nhận được, không tiếp cận và không gần gũi, và các em sẽ cảm thấy nó không có, nó lạc lõng lắm. Ngoài những cái gia đình Phật tử cho các em đến chùa để mà cài bông hồng, cài áo vân vân, thì nhưng mà rồi Phá Tánh mới nghĩ đến, tại sao trong cái dịp này, nhất là cái dịp mà chúng ta các em đang còn nghỉ hè, và mình nên là mà cái ấp ủ cái điều này cũng rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay Phá Tánh lại mạnh dạn đưa ra cái chương trình là để cho các em gọi là cái chủ đề là Rose for Youth, là bông hồng cho tuổi thơ, là Phá Tánh muốn tuổi thơ các em từ 18 tuổi trở xuống đó, các em được sinh trưởng và được nuôi dưỡng trong cái vòng tay thương yêu của cha mẹ, thì chắc chắn ít nhiều các em có những cái tâm tư, những cái tình cảm và những cái cảm xúc, tâm tư, tình cảm và cảm xúc đó. Mong rằng các em sẽ được chia sẻ qua cái bài viết, qua cái bài văn các em viết. Và mà để viết bài văn thì mình cũng phải cho các em có một cái gọi là thi thố, tức là vì vậy mà chúng ta cho các em viết văn, và chúng tôi có ban tổ chức để chấm điểm thi cho các em và trao cho các em những cái giải thưởng khuyến khích, khuyến học để cho các em có. Và cái quan trọng ở đây, giống như sáng nay có một số các em đi theo cha mẹ đến Phá Tánh, lúc đó các em cũng 12-13 tuổi. Thì thường các em cứ lúc nào đến chùa là đều cầm phone chơi game hết. Thì Phá Tánh nói là, này mấy đứa con, stop for a minute, I want to share with you something about Rose for Youth. Thì tụi nó dừng lại và lắng nghe. Thầy mới vừa nói là tụi con viết cái essays about your parents. Thì nó nói no liền, nó phản ứng no liền. Và một lát nữa thì Phá Tánh mới giải thích cho nó nghe là Phá Tánh muốn cho các con lắng nghe những cái điều này để các con gần gũi với cha mẹ và có cái mối liên kết với cha mẹ. Nhiều khi có những cái điều mà các con không có nói ra được mà các con viết ra cái bài luận văn đó, nhiều các bậc cha mẹ đọc được sẽ cảm nhận, sẽ hiểu được ở các con, hiểu được ở nhà. Rất là cảm ơn Thượng Tọa Pháp Tánh đã chia sẻ cái mục đích, ý nghĩa của cái giải thưởng, cái bài thi viết văn này. Trong cái phần trình bày của Thượng Tọa Pháp Tánh có nhắc đến những cái giải thưởng mà Cảm ơn đang nghĩ có là một trong những cách để khuyến khích các em sẽ tham dự chương trình này. Như quý vị thấy trên màn ảnh, những giải thưởng thì mà có là giải nhất là 1.000 đô, giải nhì 500 đô, giải ba 300 đô, cũng như là giải danh dự là 100 đô. Phải nói đây là một phần thưởng tinh thần rất là quý giá dành cho các em, các phụ huynh quý khích, nơi quý các em tham dự chương trình này. Thì Evelyn cũng như Tiana, các con nghe Thượng Tọa Pháp Tánh chia sẻ cái mục đích, cái lý do mà thầy tổ chức cái chương trình Writing Contest này. Thì các con có suy nghĩ gì không? Thấy cái cuộc thi này như thế nào? Mình sẽ có tham dự hay không? Và mình có khuyến khích các bạn cùng tham dự hay không? Các con có câu hỏi gì không? Có thể con hỏi thầy Pháp Tánh, mời con. Dạ, thưa thầy, thì khi con nghe là có đi competition này, có đi competition về đi topic này, thì con thấy là rất hay. Tại khi con đọc lại, con nghe đi topic, con nghe tại sao thầy Pháp Tánh created this competition, thì con thấy là thầy nói đúng. Khi mình giống như mình ở cha mẹ có nhiều lần
mình không có agree with what cha mẹ dạy và cha mẹ nói, và khi mình try to explain thì nó rất khó để cho nói, mà con thấy thầy nói đúng là khi mình giúp nó hay hơn gì cha mẹ cũng understand hơn, thì con thấy thầy pháp tán create this competition này rất hay. Rất là cảm ơn cả. Còn Tiana, con có gì con muốn chia sẻ hay không? Dạ thưa thầy, thì con nghĩ là thầy pháp tán làm cái competition này it's very new, because usually con và Evelyn mình đi học, you know, different subjects, mình không có really get a lot of topics about cha mẹ của mình, and con also agree that sometimes we want to say something to express how grateful we are for our parents, but there's not a subject to write about. Cho nên con super excited to write in this competition. Wow. Để cho cha mẹ biết what I feel. Yeah. Rất là cảm động phải không thưa thầy Pháp Tấn, nghe các em diễn tả cái cảm nghĩ của các em về cái cuộc thi này. Chắc chắn là đây là một trong những thí sinh sẽ tham dự chương trình này, cũng như các em đang nghĩ là rất là nhiều phụ huynh ở khắp nơi. Các em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ đến ngày hôm nay cũng hơn 50 em thiếu nhi đang tham dự chương trình thi hát, thi múa hát trong cái chương trình phát triển tài năng trẻ. Thì Cao Minh Hưng chắc là phải xin phép tạm ngưng chương trình ở đây, ở trong phần 1, để lắng đi qua phần 2. Chắc chắn là các em sẽ có thêm những cái câu hỏi đặt đến cho Thượng tọa Pháp Tấn, cũng như là sẽ mời thầy đi vào chi tiết là những cái nội dung, cái cách thức, cái điều lệ của cuộc thi này như thế nào hàng chót, để có thể gửi những bài thi và cái thể lệ, cái format của cái cuộc thi này như thế nào. Thì kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Zoom Up cùng với Cao Minh Hưng và vị khách mời ngày hôm nay rất đặc biệt là Thượng tọa Pháp Tấn từ chùa Khánh Hỷ đến đây để chia sẻ một cái cuộc thi rất là vui nhân cái mùa Vu Lan, không những là vui mà rất là có đầy đủ ý nghĩa. Và chúng ta đã nghe tâm tình của em Tiana cũng như Evelyn. Chúng tôi xin kính gửi quý vị một bài tâm tình thương mại đã bảo trợ cho đài Liêu Sài Gòn TV. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ những cơ sở thương mại này để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện những chương trình hữu ích không riêng chỉ các em thiếu nhi mà trong cộng đồng của chúng ta. Xin quý vị trở lại với chương trình phần 2 ngày hôm nay.